Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Và tất cả chúng ta đều được biết, Chủ nhật vừa rồi thì chúng ta đã nhóm lại trong dịp cuối năm 2023 để tạm biệt 2023 và bước vào năm 2024. Amen. Và câu Kinh Thánh ở trên tấm phong mà chúng ta có, đó là lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất cũng như ở trời. Ai cũng muốn kinh nghiệm những ngày trời ngay trên đất này. Đời sống nào cũng muốn kinh nghiệm nước của Đức Chúa Trời hay là vương quốc của Đức Chúa Trời. Hôn nhân nào cũng vậy, gia đình nào cũng vậy. Và bao nhiêu người thật sự thấy rằng là khi ta đọc Kinh Thánh đó, chúng ta thấy, ủa, sao lời của Chúa nói như vậy mà mình chưa kinh nghiệm bao lâu, bao nhiêu trong cái điều mà Phúc Âm nói, phần Tân Ước đã nói. Tôi cũng đã đi qua như các bạn. Tôi sinh ra và lớn lên một người tin Chúa từ trong bụng mẹ, nhưng cuộc đời của tôi không hưởng được nước trời trên đất. Cuộc đời của tôi sa đọa, cuộc đời của tôi sống đầy trong tội lỗi, mặc cảm, hổ thẹn, nhục nhã, đủ điều. Và đôi khi tôi được Chúa cứu, quyền năng Đức Thánh Linh tái sinh đời sống của tôi, và những câu hỏi của tôi bắt đầu đặt trước mặt Chúa. Chúa ơi, tại sao con tin Chúa mà con vẫn sống trong đau buồn, sống trong thất bại, sống trong u tối, sống trong mệt mỏi vậy? Tại sao con tin Chúa, con phục vụ trong bán thờ phượng, con là con mục sư, mà tại sao cuộc đời con khổ quá, đầy buồn thảm, chán nản, tuyệt vọng? Trong khi đó lời của Chúa nói với con trong bài cầu nguyện mà Chúa Giêsu dạy, đó là ở đất cũng như ở trời. Mà sao thấy con thấy con ở dưới đất này giống như ở hỏa ngục vậy, chứ đâu ở trên trời đâu? Và những câu hỏi của tôi lần lượt Chúa Thánh Linh của Đấng Messiah đã mặc khải, đã bày tỏ. Và tôi là một mục sư đang giảng dạy cho Hội Thánh Chúa hôm nay, tôi đã kinh nghiệm những ngày trời trên đất. Nếu tôi không kinh nghiệm những ngày trời trên đất, tôi không dám giảng. Amen. Ở đây cái phước của một người theo Chúa không phải là đợi ta chết rồi chúng ta mới vào một thiên đàng và nói rằng chúng ta kinh nghiệm những ngày trời trên đất không. Có gì có cái Chúa, họ biết là sao chết rồi đi đâu, họ nói lên thiên đàng. Thế thì tôi hỏi rằng là ở trên đất này thì nước thiên đàng ở đâu? Họ nói thiên đàng ở trên trời. Anh em không, lời của Chúa dạy rất rõ, đó là ở đất như ở trời. Cũng là Chúa muốn tôi và anh em kinh nghiệm dù chúng ta sống ở trên thế giới này. Amen. Amen. Nhưng mà đời sống của tôi và anh em nó khác với dân ngoại nha. Đó là chúng ta kinh nghiệm được vương quốc của nước Đức Chúa Trời. Chúng ta kinh nghiệm những phước hạnh mà không phải đợi chúng ta giàu có mới có. Chúng ta kinh nghiệm những phước hạnh không đợi chúng ta có tiền chúng ta mới mua được. Amen. Cho tôi nghe chị. Amen. Chúng ta kinh nghiệm những phước hạnh mà không phải bởi ta cần phải giỏi tiếng Hàn, hay là giỏi tiếng Anh, hay là giỏi tiếng Trung Quốc thì ta mới được người ta tôn trọng. Không. Sự sức giàu làm nên sự khác biệt giữa tôi và anh em. Nhưng mà để Chúa được sức giàu thì chúng ta phải biết điều thứ nhất chúng ta đã học, lạy Cha chúng con ở trên trời. Và hôm nay bài thứ hai, đó là danh Cha được tôn thánh. Anh em, như tôi nói, đó là tôi chúng ta phải cầu nguyện và sống đúng, sống sát với lời của Chúa Giêsu dạy. Để ta kinh nghiệm những ngày trời đến đất này, tôi, từ cái ngày mà tôi đi ra khỏi ba mẹ tôi, một cái ba lô có hai bộ đồ, hai bản Kinh Thánh, một bản dịch cổ và một bản nhuận chánh. Trong túi tôi chỉ có 20.000 đồng cái giấy xinh xanh mà trước đây chúng ta biết gì mềm mềm, 20.000 đồng. Đi vé xe từ Quảng Nam vào Sài Gòn 15.000, trong túi tôi còn 5.000. Đi đường từ Quảng Nam vào Sài Gòn, dừng lại những cái chỗ mà ăn cơm á, tôi không dám ăn, tôi chỉ uống nước cho no thôi. Nhưng mà đời sống của tôi, nói thật với em là đến ngày hôm nay
từ thuộc linh, tôi kinh nghiệm sự hiện diện vĩ đại của Chúa trong cuộc đời của tôi. Amen. Amen. Tôi kinh nghiệm về ân tứ của Đức Thánh Linh, tôi kinh nghiệm sự sức giàu của Chúa cho tôi nghe chứ. Amen. Tôi kinh nghiệm về những điều mầu nhiệm của Chúa, tôi kinh nghiệm về sự sức giàu của Chúa, tôi kinh nghiệm những điều lạ lùng của Chúa. Còn nói với thuộc thể thì tôi không cần phải nói, vì đối với tôi thuộc thể nó không phải là thước đo. Amen. Nhưng cũng là một trong những điều Chúa ban cho vợ chồng chúng tôi. Từ một con người chỉ có một cái ba lô, hai bộ quần áo, hai bản kinh thánh. Tôi nhìn lại, tôi giật mình lắm anh em. Và tôi nói thẳng với anh em, đó không phải là thiên đàng trên đất xác. Amen. Nhưng không phải bỗng nhiên tôi được như vậy đâu. Anh em hãy tập trung điều này. Bài số 1 tôi ôn lại một chút. Đó là lạy cha chúng con ở trên trời. Amen. Chúng ta phải biết Đức Chúa Trời là cha. Amen. Bài số 2 mà Chúa chính Chúa Giêsu dạy, đó là danh của cha được tôn thánh. Có nghĩa là nếu trong chúng ta thừa nhận Đức Chúa Trời là cha của mình và chúng ta là con trai con gái của Ngài, thì mỗi một chúng ta phải có trách nhiệm làm cho danh của cha chúng ta được tôn thánh, được tôn cao, được tôn trọng. Amen. Ở giữa dân ngoại này, xin đừng sống mà để cho dân ngoại họ dèm chê chúng ta. Tôi giật mình, tối hôm qua tôi coi một cái channel, có một tôi tớ của Chúa được đầy ơn lắm. Ông có hàng chục triệu view, ông có hàng chục triệu người hâm mộ ông trên khắp thế giới. Đúng một cái, ông muốn những người gay vào nhảy trong cái buổi nhóm của ông. Và tôi coi là tôi nói, nó ô uế mà nó nhớt như thế nào mà vị mục sư đó vẫn đứng đó để ủng hộ những người đồng tính đó. Không những thế thôi, mà vị mục sư đại ơn này cũng đã đi ăn uống đến mức độ gọi là ăn chơi với những người đồng tính. Và chúng ta biết rằng điều này nó lộ ra, ông đi rất là kín và bắt đầu nó lộ ra, và những người kính sợ Chúa Trời người ta phanh phui ra. Và khi tôi ngồi tôi coi cái kênh thông tin đó, trước tôi cầu nguyện cho chính mình. Thứ hai, đó là tôi thấy danh của cha không được tôn thánh. Danh của Ngài bắt đầu bị xúc phạm đến, phải không ạ? Danh của Ngài đã bị nói xấu. Việc danh của cha được tôn thánh không chỉ trong một bài giảng, nhưng danh của cha phải được tôn thánh suốt cả chức vụ của người rao giảng đó. Amen. Từ cái sống trong gia đình, từ cái sống đối với cộng đồng, từ cái sống đối với bà con của mình, từ cái sống đối với tất cả những con cái của Chúa, để toát lên danh của cha phải được tôn thánh. Và với nguyên nghĩa của tiếng Hebrew và tiếng Hy Lạp, thì cái câu kinh thánh là danh cha được tôn thánh đó muốn nói lên rằng danh của Đức Chúa Trời phải có chỗ đứng độc tôn, độc tôn, độc nhất trong cuộc đời của mỗi một chúng ta. Cho tôi nghe chữ Amen. Có nghĩa là Ngài phải là số 1 trong cuộc đời của tôi và anh em. Amen. Ngài phải là số 1. Tôi muốn hỏi anh em rằng Đức Chúa Trời là số mấy cho chúng ta những ngày qua? Đừng nói tôi là số 1 nhé. Xin lỗi Hồ Thanh. Cho tôi hỏi lại một lần nữa. Đức Chúa Trời những ngày qua Ngài là, Ngài có chỗ đứng độc tôn, độc nhất cho cuộc đời của tôi và anh em không? Mọi quyết định
mọi lời nói, mọi hành động của tôi và anh em. Amen. Chúa có phải là độc tôn không? Hay là chúng ta hầu vì Chúa vì tiền bạc? Chúng ta làm việc vì đồ ăn? Chúng ta làm việc để tìm kiếm cái sự khen ngợi của người khác? Chúng ta làm việc để tìm kiếm cái sự tất nhất của người khác? Hay là chúng ta làm việc vì một Đức Chúa Trời? Nên tôi tìm được một cái câu trả lời cho chức vụ của tôi, và tôi thèm khát sự sức giàu của Chúa, tôi thèm khát sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Chúng ta biết điều đó về chức vụ của tôi phải không ạ? Nhưng mà không đơn giản bằng một sự đặt tay đâu quý anh bạn chị em, nhưng bằng cách sống của chúng ta là quan trọng nhất. Hallelujah. Kỳ án cầu nguyện vừa rồi của giáo hạt, giáo hội xin lỗi, quá được phước. Bắt đầu tôi nghĩ ban thờ phượng họ đi hết rồi, họ đi Thái Lan hết rồi, và chỉ có một mình thầy Hiển là người mà chúng ta biết là bác sĩ nói là chết phải không ạ? Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa đã dùng con người này làm cho buổi thờ phượng sống. Và tôi cũng mừng, tôi nói thà một con người họ được ơn vậy còn hơn là ban bể nó đầy đủ ọt rồi trống rồi bát rồi nhưng mà không được sức giàu, nó cũng chẳng làm cho ban thờ phượng sống đâu. Chỉ có một người đánh cái đơn guitar thôi, nó thiếu điều này điều kia hết, nhưng mà cái buổi thờ phượng nó sống và lời của Chúa sống động. Amen. Làm cho nhiều chức vụ vỡ ra tan không. Và đang lúc tôi chia sẻ lời của Chúa, tôi nhìn xuống, tôi thấy rất nhiều người vỡ ra. Thế thì anh em, để chúng ta được sức giàu, để chúng ta được Chúa dùng, để ta hưởng được những phước hạnh thiêng liêng, để ta hưởng được những phước hạnh thuộc thế, thì anh em hãy bắt đầu lắng nghe. Nếu mình thừa nhận Đức Chúa Trời là Cha, thì ngày hôm nay chúng ta phải có trách nhiệm, phải có bổn phận làm sẵn danh Cha của chúng ta. Chào tất cả chị, amen. Đừng để danh của Cha chúng ta bị nói xấu đến. Hallelujah. Đừng để cách chạy xe của chúng ta cũng bị người ta nói đến. Ô, con rút chân mà chạy xe như vậy sao? Đúng không? Đừng vào siêu thị ngó ngó không biết có camera không trong đồ của siêu thị, và họ biết rằng chúng ta là con cái của Chúa mà chúng ta đi trông đồ như vậy thì không đúng. Và nếu là như vậy thì danh của Cha không được tôn thánh. Amen. Và điều thứ nhất chúng ta đi vào, tại sao Chúa Giêsu dạy danh của Cha phải được tôn thánh? Chúa Giêsu đến, Ngài là Đức Chúa Trời, và Ngài đến, Ngài nói với các dân sinh rằng hãy khi các ngươi cầu nguyện hãy nói như vậy. Chúa Giêsu muốn nhắc lại cho họ biết rằng họ có một Đức Chúa Trời rất quyền năng. Cho tôi nghe chị, amen. Amen. Họ có một Chúa Trời quyền năng, danh của Ngài là Yahweh. Nhưng mà khi Chúa Giêsu đến, dân Do Thái sống như thế nào nè em? Wow, vừa rồi tôi đã giải thích rồi, 450 đến 500 năm yên lặng phải không ạ? À? Dân Do Thái bị quỷ ám nè. Anh em nào bị tà linh, cứ ra cứ vào. Anh em nào cứ phạm tội, anh em nào cứ đau khổ rồi tiếp tục đau khổ, hãy nghe điều này. Họ là dân Do Thái. Mà khi Chúa Giêsu đến, Chúa Giêsu nói gì? Khi các ngươi cầu nguyện hãy nói như vậy: lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh. Chúa Giêsu muốn nhắc lại cho họ biết rằng họ có một Yahweh rất quyền năng. Amen. Yahweh Rapha đấng chữa lành, cho tôi nghe chị, amen. Yahweh Sama Đức Chúa Trời đang ở đây. Yahweh Shalom đấng ban bình an. Yahweh Nissi Đức Chúa Trời của sự chiến thắng. Amen. Yahweh El Shai, Đức Chúa Trời làm trỗi hơn và trỗi hơn mọi điều chúng ta cầu xin. Hallelujah. Yahweh Elohim, đấng sáng tạo. Hallelujah. Đấng gọi những sự không có như có rồi. Yahweh Roi, đấng chẳng chữ. Yahweh Jireh, đấng sẵn sàng. Amen.
Nhưng mà khi Ngài đến, Ngài nhắc điều đó bởi vì Ngài chính mắt Ngài đến. Ngài thấy, ủa, dân của ta, đây là con gái của ta, đây là con gái của ta, đây là con trai của ta, đây là con trai của ta. Tại sao họ sống bị quỷ nhập? Tại sao những người Israel bị đuôi nô? Tại sao những người Israel bị phun? Tại sao những người Israel bị chết một cách đau khổ? Bởi vì họ không còn làm cho danh của Yahweh được tôn thánh. Cho tôi nghe chị amen. Họ không còn biết Ngài là ai nữa cả. 450 đến 500 năm yên lặng đó, 4 thế kỷ đến 5 thế kỷ, Đức Chúa Trời yên lặng bởi vì gì? Ngài thấy họ bỏ Ngài của một bên, thờ ba anh Ác-tạc-tê, thờ ba anh Sê-bụt, phải không ạ? Có phải không ạ? Ăn đồ cúng người chết, có phải không ạ? Dân có quả qua lửa. Ngày hôm nay chúng ta thấy đôi khi mình nói mình là dân sự của Đức Chúa Trời, mình nói là người, mình đi là người đi theo Chúa Giê-xu, mình nói mình là người theo đạo tin lành, nhưng chúng ta vẫn đám cưới, vẫn coi ngày coi giờ, chúng ta vẫn còn tin vào mê tín dị đoan, chúng ta vẫn còn bùa ngải, chúng ta vẫn còn liên can đến với những tà thuật, chúng ta vẫn còn liên can đến những điều, tham dự những điều đó là rước bùa, rước ngải, đeo bùa vào cho con cái của mình, vào cổ của con mình, vào chân của con mình. Anh em, nếu là một người như vậy thì chúng ta không thể nào nói rằng mình làm cho danh của Cha được tôn thánh. Và lý do thứ nhất tại sao mà Chúa Giê-xu dạy rằng là các con hãy cầu nguyện như vậy, lạy Cha các con trên trời. Điều thứ hai, danh Cha được tôn thánh. Thứ nhất, đó là vì danh của Ngài là vĩ đại. Nê-mi đã từng cầu nguyện gì? Lạy Đức Chúa Trời đáng kinh và cực đại. Amen. Bao nhiêu người trong chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời chúng ta rất đáng kinh, Ngài lớn lao và vĩ đại. Anh em, Ngài lớn hơn năng đề của chúng ta không? Tôi hỏi thật nè, Ngài lớn hơn năng đề của chúng ta không? Đôi khi chúng ta gặp năng đề á, thiếu có 5 triệu đồng mà chúng ta thấy dường như 5 triệu lớn hơn cả một cái trời vĩ đại. Chúng ta thiếu tiền trả phòng thuê nhà, đôi khi chúng ta nói với Chúa ơi, con thiếu có 1 triệu à, mà con thấy sao mà Ngài nhỏ 1 triệu đồng đó. Anh em, cái trời của tôi và anh em là cái trời vĩ đại, không điều gì mà Ngài không làm được. Nhưng tại sao Ngài chẳng làm điều gì chúng ta? Bởi vì chúng ta đâu có biết Ngài phải được tôn thánh đâu. Tôi muốn đọc những câu kinh thánh trong Thi Thiên 89 từ câu 7 đến câu 18. Anh em thấy theo dõi, David ông đã biết Đức Chúa Trời đáng kinh, đáng sợ, cho nên ông đã tôn cao Ngài. Ông đã tôn cao Ngài. Ông đã làm cho danh của Ngài được tôn thánh. Bắt đầu từ câu 7, tôi xin đọc. Đức Chúa Trời thật rất đáng sợ trong hội các thánh. Anh em, Đức Chúa Trời có thật đáng sợ trong hội thánh hôm nay không? Anh em, có nhiều con cái Chúa không biết Đức Chúa Trời đáng sợ, cho nên họ sẵn sàng đi ăn đồ cúng, họ sẵn sàng rước bùa ngải. Khi bệnh tật họ không thèm cầu nguyện với Chúa đâu, họ đi nhờ cậy bùa ngải. Và lời của Chúa nói có bài đó gì? Đức Chúa Trời thật rất đáng sợ trong hội các thánh, đáng hãi hùng hơn cả đứng châu chung quanh Ngài. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, ai có quyền năng giống như Chúa? Sự thành tín Chúa ở chung quanh Chúa. Chúa cả trời sự kiêu căng của biển, khi sóng nổi lên Chúa làm cho nó yên lặng. Chúa đã chà nát Ra-háp khác nào kẻ bị đánh chết. Nhờ cánh tay mạnh mẽ Chúa, Chúa đã tán lạc những kẻ thù nghịch Chúa. Các thần trời thuộc về Chúa, đất cũng thuộc về Chúa. Chúa đã sáng lập thế gian và mọi vật nó Chúa. Phương Bắc, phương Nam cũng bởi Chúa dựng nền. Tha-bô và Hẹt-môn đều vui mừng vì danh Chúa. Chúa có cánh tay quyền năng, bàn tay Chúa có sức mạnh, và tay hữu Chúa giơ cao lên. Bao nhiêu người tin vào câu 13 này? Nếu mà tin, đọc chung với tôi câu 13 này. Chúa có cánh tay quyền năng, bàn tay Chúa có sức lên, và tay hữu Chúa giơ cao lên. Khi tôi đọc lại câu 13 từng phần, anh em hét lên amen. Hallelujah. Chúa có cánh tay quyền năng, bàn tay Chúa có sức lên, và tay hữu Chúa giơ cao lên. Anh em thấy kinh thánh Chúa nói gì nữa? Sự công bằng và chính trực là nên của ngôi Chúa, sự nhân từ và sự chân thật đi trước mặt Chúa. Phước cho dân nào biết tiếng vui mừng, hỡi Đức Giê-hô-va, họ bước đi trong ánh sáng của mặt Chúa. Anh
anh em, câu 15 nói gì vậy? Phước cho dân nào? Biết cái gì ạ? À? Biết tiền, chị thớ. Anh em để ý, mua roi đi quyền. Phước cho dân nào? Biết tiền. No. Kinh Thánh nói, chứ phải là Ngô Tân Sĩ nói. Phước cho dân nào? Biết tiếng vui mừng. Anh em, khi vào buổi thờ phượng này, tôi nhìn cách anh em ngợi khen thờ phượng, tôi biết anh em tôn cao Chúa hay không tôn cao Chúa. Một người biết Chúa đáng sợ, một người biết Chúa có cánh tay quyền năng, biết Chúa có bàn tay sức mạnh và biết tay hữu Chúa giơ cao lên, amen. Amen. Thì người đó sẽ vui mừng khi ca ngợi Chúa. Còn cái người nói mình biết Chúa vô nín như con hết á. Nếu ai mà đã như vậy, mượn cái áo sò con trai của vợ chồng muốn ra đi quyền nó mặc vào. Anh em, nếu ta thật sự tôn cao Chúa, tên Chúa được tôn thánh, thì ta vào trong buổi nhóm, chúng ta phải đầy tiếng vui mừng. Hallelujah. Cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Trường hợp những người không biết chữ nhưng phát cho mình thì tôi không nói. Như trí nhà mình đã biết chữ rồi, chuẩn bị làm lễ đám hỏi rồi. Mà mới đi thờ phượng vô, bắt đầu thấy là dường như không khấn lắm rồi. Anh em, cái đó chúng nó là phước cho dân nào biết tiếng vui mừng. Đừng xóa cái chữ rê, đừng xóa dấu phẩy và đánh cái dấu huyền thành. Biết tiền vui mừng. Anh em xin đừng sửa cái chữ này. Tôi xin hỏi nè, phước cho dân nào biết cái gì ạ? À? Biết cái gì ạ? À? Tiếng vui mừng khi ở trong hội thánh của Chúa, khi về nhà riêng của mình, amen. Hát ca ngợi Chúa đi anh em. Tôi nhớ cái bài hát năm mới. Bây giờ nếu tôi hỏi các bạn thiếu niên, có thể là bạn thanh niên đi hả? Vừa rồi năm mới ngày 1 tháng 1 năm 2024, bài hát nhạc Chúa đầu tiên con hát bài hát gì? Đừng có nói là Chúa về trên buôn làng, Chúa Giáng sinh ở trên buôn làng. Được, ngày 1 tháng 1, sáng sớm ngày 1 tây tháng 1, con hát bài gì cho Chúa trước? Marie Barida. Con có bình thường vậy con, gặp Tú con. Dạo này thấy bay lắm á. Tôi không biết anh em như thế nào, nhưng bài hát đầu tiên từ sáng sớm của ngày 1 tây đó là gì? Bình minh đã đến, một ngày mới trong tay Ngài. Chính lúc con dâng lên Chúa tiếng than. Amen. Và khi tôi hát câu hát đó, lòng của tôi vui lắm vì tôi bước vào một năm mới. Amen. Hallelujah. Không phải mặt trời lặn, mà bình minh đã đến là mặt trời mới mọc. Chứ không phải là mặt trời lặn. Tôi tin năm mới này Chúa dẫn tôi đi lên. Amen. Ai cho chúng ta tin rằng Chúa dẫn ta đi lên? Anh em, có nhiều người đi coi bói coi thì năm nay mình như thế nào. Trong khi đó Đức Chúa Trời bảo gì? Trong xứ của Ngài có thầy bói, nếu mà có đem lôi ra ném đá cho đến chết đi, bởi vì họ là sứ giả của ma quỷ. Hỡi Đức Giê-hô-va, họ bước đi trong ánh sáng của mặt Chúa. Những ngày qua ta có bước đi trong ánh sáng của Chúa không vậy? Hay con cá Chúa gì mà thấy tối tăm mơ mịt giống như cò vậy? Con cò mà đi ăn đêm. Đôi khi đời sống của chúng ta giống như may rủi lắm. Anh em, trong Chúa không có may rủi. Tất cả những lời Chúa hứa là đến cho tôi và hội thánh của Chúa. Amen. Amen. Cái vấn đề là ta chịu bước đi trong ánh sáng của Chúa hay không? Câu 17 nói gì? Vì Chúa là sự vinh hiển, về sức lực của họ, nhờ ơn Chúa, sân chúng tôi được ngước cao lên. Sân đây, có ai ở đây có sân không vậy? Không có nha. Sân ở đây có nghĩa là sức mạnh. Amen. Amen. Sân ở đây nói về sức mạnh, nói về sự ngợi khen. Hallelujah. Chúa làm cho sức mạnh của chúng ta ngẩng cao lên, sự ngợi khen của chúng ta ngẩng cao lên. Câu 18. Vì Đức Chúa là cái khiên của chúng tôi, Đấng Thánh của sân là vua chúng tôi. Như vậy anh em thấy,
Danh Yahweh đáng được tôn trọng không? Đáng được tôn trọng không? Chúa Giêsu đến muốn nhắc lại cho dân Châu Thái. Tại sao cuộc đời các con khổ? Bởi vì các con đâu có còn tôn thánh danh của Ngài đâu. Tôi nghe chữ Amen. Tôi nghe chữ Amen. Anh em, đời sống của tôi anh em nếu không tôn thánh danh của Chúa, hôn nhân của chúng ta không có tôn thánh danh của Chúa, chúng ta gặp rất nhiều vấn đề. Cuộc sống của tôi anh em không tôn cao Chúa mà để những điều khác đẩy lên, thì tôi nói anh em rằng cuộc đời chúng ta sẽ không bao giờ được phước cả. Bởi vì chính chúng ta, khi Chúa Giêsu dạy, đó là khi các ngươi cầu nguyện hãy nói như vậy, có nghĩa là trách nhiệm của tôi anh em trong giờ cầu nguyện hãy xin danh của Cha được tôn thánh mỗi ngày. Cho tôi nghe chữ Amen. Đời sống của tôi anh em phải bắt đầu sống. Sự tôn thánh này bắt đầu từ tấm lòng của tôi và anh em. Amen. Amen không ạ? À? Danh của Cha được tôn thánh bắt đầu từ sự ý thức của tôi và anh em. Danh của Cha được tôn thánh bắt đầu từ cái chỗ tôi anh em nhận thức qua lời của Ngài hôm nay. Hallelujah. Amen. Và bây giờ chúng ta thấy, khi Chúa Giêsu dạy, khi các ngươi cầu nguyện hãy nói như vậy, lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, và Chúa Giêsu là gương mẫu cho điều này. Chúa Giêsu là gương mẫu cho điều này. Ngài gương mẫu ở câu kinh thánh này tôi rất là thích. Giăng đoạn 17 câu 4 chúng ta cùng nhau dỡ ra. Và tôi xin đọc bản nhuận chánh. Con đã tôn vinh Cha trên đất vì đã làm xong công việc Cha giao cho là. Anh em để điều này. Giăng đoạn 17 câu số 4 tôi đọc theo bản nhuận chánh, tôi đọc lại một lần nữa. Con đã tôn vinh Cha trên đất vì đã làm xong công việc Cha giao cho là. Anh em thấy Chúa Giêsu dạy và Chúa Giêsu cũng làm gương để cho những người nghe Ngài dạy sứ điệp này, giảng sứ điệp này, thấy rằng Ngài cũng sống tôn vinh của Ngài, làm danh của Cha được tôn thánh. Amen. Amen. Anh em hãy nhìn vào Chúa Giêsu. Đời sống khi Ngài đến, khi Ngài chữa bệnh, Ngài làm cho danh của Cha được tôn thánh. Amen. Ngày nay chúng ta cầu nguyện chữa lành cho một người, bao nhiêu người dâng vinh hiển cho Cha, hay là nghĩ rằng wow, mình nè, mình, tôi thấy có nhiều người cầu nguyện giải cứu một cách rất là bất cẩn. Họ cứ nghĩ rằng là họ được ơn, họ đang đầy dạy sức dầu và họ đặt tay và đi qua một cách rất là mình chứ không phải là Chúa. Mình chứ không phải là Chúa. Có nhiều người còn đặt tay cầu nguyện giải cứu như biểu diễn vậy đó, như biểu diễn rằng mình chứ không phải là Chúa. Và tôi nói ở đây có những anh em giải cứu, hãy cẩn thận điều này các con. Chúa chứ không phải các con. Đừng biểu diễn, đừng thể hiện mình là ai. Amen. Chúa Giêsu, Ngài nói rằng con đã tôn vinh Cha trên đất. Ngài không tôn vinh Cha trên trời, nhưng mà Ngài tôn vinh Cha ở ngay trên đất này khi Ngài thi hành chức vụ cho tôi nghe chữ Amen. Chúa Giêsu làm một phép lạ xong, Chúa Giêsu chữa lành xong, Kinh Thánh nói gì? Đoàn dân đông ca ngợi Đức Chúa Trời. Amen. Ngày hôm nay tôi mình em làm xong, chúng ta muốn người ta ca ngợi mình. Chết. Có nhiều chức vụ đã cướp sự vinh hiển của Chúa một cách rất là tinh vi mà họ không hề ai biết. Chúa Giêsu dạy rằng khi các ngươi làm việc gì, hãy làm xong việc gì, hãy nói gì? Con chỉ là một đầy tớ vô ích. Việc con làm, con phải làm. Amen. Việc cầu nguyện giải cứu là tôi và em phải cầu nguyện giải cứu, không nề hà. Amen. Việc cầu nguyện chữa lành cho một người, đó là trách nhiệm của mỗi một chúng ta, phải cầu nguyện cho họ để họ được chữa lành. Cho tôi nghe chứ. Amen. Amen. Việc giảng dạy đó là chúng ta phải giảng. Việc hướng dẫn thờ phượng là chúng ta phải hướng dẫn. Đừng lấy một mình như thiên sứ trước khi nó trở thành Satan. Nó đã biểu diễn trong thiên đàng, nó đã thể hiện nó ở trong thiên đàng qua Esai 14. Nó cứ bằng, nó nói rằng, nó nói bụng của nó rằng ta sẽ nhắc ngay ta lên bằng ngai của Đức Chúa Trời, phải không? Có phải không? Anh em, Chúa Giêsu khi Ngài làm một công việc gì, đoàn dân đông bị nói gì? Ngợi khen Đức Chúa Trời. Hallelujah. Ngợi khen Đức Chúa Trời.
Tôi học một bài học, đó là sau bài giảng, sau những buổi nhóm, có nhiều người nói gì, cảm ơn Chúa, mục sư, Chúa đã dùng mục sư sẽ nói không, cảm ơn Chúa đi. Khi tôi cầu nguyện cho một người nào được chữa lành, hay là họ được giải cứu, nó cảm ơn mục sư, nó không, cảm ơn Chúa Giêsu đi. Bởi vì tôi không muốn cướp sự vinh hiển của Đức Chúa Cha. Điều thứ hai chúng ta nhìn thấy ở đây, con đã tôn vinh Cha trên đất. Khi nào danh của Cha qua chức vụ của chúng ta được tôn thánh vậy? Đó là khi và chỉ khi chúng ta làm xong công việc Cha giao cho làm. Cho tôi nghe chị Amen. Cha giao cho mấy bạn dạy thiếu nhi, mấy bạn dạy có thực sự nghiêm túc không? Các thiếu nhi đang ngồi đây này, đó, Linh Ý này, rồi Gia Phước là đang ở bên ngoài đi dạo hết, đang bức hoa bên ngoài đó, à, phải không ạ? À, những cô giáo dạy thiếu nhi. Anh em, tôi muốn nói điều này để một cách nghiêm túc nhé. Đó là có nhiều người làm công việc nửa chừng. Anh em, chúng ta làm việc Chúa chứ không phải làm việc chùa. Chúng ta thấy những ngày qua cái vụ mà chùa Ba Vàng không? Cộng tóc của Phật á. Anh em, chúng ta đừng lừa dối dân sự của Chúa. Chúng ta đừng qua mặt dân sự của Chúa em em. Đừng hầu việc Chúa mà không chu đáo. Có nhiều người không làm xong công việc Cha giao cho làm. Tôi rất là cảm động khi những anh em đi Thái Lan về, trong đó có nghĩa Sam này. Tôi được biết từ 2 giờ, 1 giờ, 2 giờ gì đó anh em về. Tôi nghe tiếng taxi vào tôi biết. Chó sủa. Nhưng mà sáng anh em của chúng ta vẫn làm cái công việc đó là dọn dẹp phòng nhóm. Ngủ được có mấy tiếng thôi, 2 tiếng, 3 tiếng gì đó thôi. Nhưng vẫn dậy dọn dẹp phòng nhóm, lau chùi, xếp ghế, hoàn thành điều đó. Đáng lẽ nếu tôi nghĩ rằng là nếu con người này không có trách nhiệm thì có thể nhờ người khác làm phải không? Amen. Những cái điều tôi muốn nói anh em này, tại sao có những người bị Chúa không còn được Chúa dùng nữa? Hầu Chúa bằng đủ mọi cách, thiếu nhi, thanh niên, thờ phượng, giảng dạy, không còn được Chúa dùng nữa. Tại sao vậy? Bởi vì họ là con người làm việc nửa vời cho Chúa. Làm việc không sợ Chúa kiểm tra. Tại sao khi tôi giảng tôi phải hết tốc độ cái lòng của mình, cầu nguyện thật là nhiều? Tại sao vậy? Bởi tôi biết rằng tôi không làm vì có trách nhiệm của tôi em em. Nhưng tôi làm vì Đấng đã kêu gọi tôi. Và danh của Cha phải được tôn thánh trong sứ điệp tôi giảng em em. Amen. Người nghe phải được đụng chạm bởi Thánh Linh năng quyền qua lời của Đức Chúa Trời. Amen. Thế tôi muốn hỏi anh em, nếu chúng ta làm công việc của Chúa nửa vời, chúng ta không hết lòng mà làm, không hết lòng đánh đơn, không hết lòng hướng dẫn, không hết lòng dạy thiếu nhi, không hết lòng dạy các bạn thanh niên, chúng ta chỉ tìm tiếng tăm mà thôi, thì anh em hãy nghe điều này, Chúa không bao giờ sử dụng những con người đó đâu. Có thể hội thánh sử dụng anh em, nhưng Chúa nói gì ta bỏ nó rồi. Có thể giáo hội còn sử dụng anh em, nhưng mà Chúa Thánh Linh nói gì ta đã bỏ nó rồi. Bởi vì Chúa biết lòng của chúng ta hơn ai khác em ơi. Hallelujah. Ngày qua tôi bị cảm. Mà sáng nay 4 giờ sáng tôi mới thức giấc dậy. Tại sao vậy? Tôi muốn danh của Cha được tôn thánh qua lời của Chúa Trời hôm nay em ơi. Anh em, chúng ta được kêu gọi dạy giáo lý bắp tên. Chúng ta dạy hết lòng không? Hay chúng ta dạy để lấy tiếc, và tôi có dạy, nhưng mà chúng ta không hết lòng để dạy. Amen. Amen. Chúng ta dâng một điều gì cho Chúa, chúng ta dâng hết lòng không? Hết lòng không? Giống Chúa Giêsu không? Chúng ta làm để tiếng, để tìm cái sự khen ngợi của người khác, hay là chúng ta làm và mắc ông chủ của chúng ta, đó là Chúa Giêsu, amen. Thầy của chúng ta là Chúa Giêsu, biết hết, có phải không? Chúng tôi nài xin hội thánh của Chúa và những người đang theo dõi chương trình online,
phải làm hết cả tấm lòng của chính mình. Amen. Chúng ta đi nhóm, chúng ta đi bằng cả tấm lòng của mình không, hay là chúng ta đi nửa vời? Chúng ta chỉnh âm thanh, chúng ta có trau chuốt, chúng ta có làm trở nên cái người gọi là từ không chuyên trở thành pro trong sự sức giàu của Chúa không? Hay là làm cái gì cũng phải đợi nhắc nhở? Giáo lý cũng nhắc nhở, học kinh thánh cũng nhắc nhở, cầu nguyện giải cứu chúng ta cũng được nhắc nhở. Anh em, khi mà chúng ta còn bị nhắc nhở thì tôi nói anh em rằng chúng ta đã thực sự không nghiêm túc. Thế thì khi chúng ta không làm xong công việc cha giao chúng ta làm, thì theo anh em rằng chúng ta có tôn vinh cha của chúng ta trên đất không? Có không? Không. Chúng ta đã bỏ bê công việc của nhà Chúa rồi. Có phải không ạ? Amen. Chúng ta cẩn thận điều này. Và điều thứ ba là điều cuối cùng. Còn có rất nhiều điều nhưng tôi không muốn làm mất thời giờ anh em. Điều thứ ba, đó là danh của cha phải được tôn thánh trong đời sống của tôi và anh em. Nó bắt đầu từ đời sống này. Nó bắt đầu từ sự cầu nguyện của tôi và anh em. Amen. Một người có đời sống cầu nguyện là một người có đời sống hầu việc Chúa tốt. Amen. Một người có đời sống cầu nguyện là một người hướng dẫn tốt. Một người có đời sống cầu nguyện là một người giảng tốt. Một người có đời sống cầu nguyện là một người thờ phượng Chúa tuyệt vời. Và ngược lại, tôi có thể nghe một sứ điệp và tôi có thể biết rằng người đó đã chuẩn bị thời giờ cầu nguyện như thế nào. Tôi dành 2/3 thời giờ để chuẩn bị cho sứ điệp bằng sự cầu nguyện. Còn anh em thì sao? Cuộc đời chúng ta dành bao nhiêu thời giờ để cầu nguyện với Chúa? Và chúng ta thấy Đức Chúa Trời dạy chúng ta qua sứ đồ Phaolô trong Côn Tô Nhất đoạn 10:31. Và trước khi tôi đọc câu kinh thánh này, tôi muốn nói qua Phaolô một chút. Trước khi ông có tên là Phaolô thì ông là một Sao-lơ. Một Sao-lơ khét tiếng về máu lạnh, phải không ạ? Bắt bớ hội thánh của Chúa, đánh đập những người theo Chúa Giê-xu, phải không ạ? Bỏ tù những con người nào dám thừa nhận tin Chúa Giê-xu. Nhưng ta biết rằng khi ông bị Chúa Giê-xu bắt phục trên đường đến Đa-ma-ch, thì kể từ giờ phút đó trở đi, ông đã làm cho danh của cha được tôn thánh. Ta có nghe chữ Amen. Amen. Ông làm cho danh của cha được tôn thánh. Ước gì sau những lần chúng ta yếu đuối, sau những lần chúng ta sa ngã, sau những lần chúng ta vấp chân, sau những lần chúng ta được Chúa cho cơ hội để ăn năn sửa sai lại, tôi tha thiết nói với anh em một điều là hãy trở nên giống như Phaolô. Đừng trở lại cái lối sống cũ của mình nữa. Hãy làm cho danh của cha được tôn thánh. Và bây giờ chúng ta thấy Phaolô, ông gửi bức thư này cho hội thánh Côrintô trong Côrintô Nhất đoạn 10:31. Vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Anh em, đừng để cái ăn cái uống của chúng ta bị người đời dèm chê. Đừng để cái ăn cái uống của chúng ta mà mắc nợ người khác về tiền bạc. Đừng để cái ăn cái uống của chúng ta mà đạo của Chúa bị nói xấu qua tôi và anh em. Chào tất cả chị Amen. Người thế gian mình có một câu: miếng ăn là miếng. Tội tàng không? Nó chỉ là câu nói thôi, chứ có nhiều người cũng đánh lộn với nhau vì miếng ăn ấy, chứ sao đâu có tội tàng được. Quan trọng á, đâu có tội được. Có nhiều quánh chảy máu lỗ mũi vì nửa gói mì tôm à. Đâu có tội được. Có nhiều người không còn chơi với nhau nữa cũng vì cái nước lẩu cuối cùng ngon quá, trời bừng húp hết luôn.
khi đó Phaolô nói: vậy anh em hoặc ăn hoặc uống, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Amen. Cho tôi nghe chữ amen. Tôi thấy ngày hôm nay có rất nhiều người, ngay cả những người ở hàng ngũ hầu việc Chúa luôn, ngồi vào bữa tiệc, cách ăn của họ không phản chiếu được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Mà tôi cảm thấy, ôi Chúa ơi, sao lại như vậy? Tôi là bên một sự bên tư gia. Một ngày kia tôi gặp một vị linh mục nhỏ tuổi hơn tôi, cùng năm sinh với tôi. Tôi sinh 66, còn Phát sinh 90. Và con số năm sinh của Phát lớn hơn tôi, và tôi phải gọi ông Phát bằng anh. Cứ vào trung tâm này, ai mà nhỏ tuổi hơn hay là nhỏ năm sinh hơn là cứ bắt người đó kêu bằng anh không à. Và tôi cũng không ngoại lệ nữa. Chào anh, chào chú. Anh em, chúng ta để ý điều này nha. Tôi gặp vị linh mục đó, và anh vị linh mục dẫn tôi đang cơm gà trên đường Đinh Tiên Hoàng. Tôi còn nhớ vào ngồi bằng ăn. Tôi không phải là ăn tham lam, nhưng mà tôi kể cái cách đó là họ để cái tay sao, họ cầm đĩa sao, họ cầm con dao để mà cắt gà đó sao. Và tôi lúng túng, tôi nói: Chúa ơi, sao mình ăn uống kiểu giống nhà quê quá vậy nè. Rồi họ lấy khăn á, họ để trên áo của họ, để nước mắm đồ không có chảy rớt trên cái áo của họ. Tôi nhìn, tôi nói: Chúa ơi, sao cái người này họ ăn uống cũng thấy hay quá. Và tôi lúng túng lắm, tôi cảm thấy lúng túng lắm. À, tôi đâu cầm đĩa rồi, tôi cầm cái bụng. Mà mình lấy một ngó thôi, giống như không biết đây có phải là hầu việc Chúa không nữa. Sao ăn uống kiểu gì ghê vậy nè. Và tôi lúng túng thì vị linh mục bắt được cái điều đó. Và linh mục nói gì? Dạ thưa mục sư, cho tôi hỏi này, bên tư gia không dạy cách ăn uống hả? Ủa, tôi là càng nhậu không nữa. Tôi nói: Chúa ơi, cái gì mà ghê vậy nè, ăn uống không học nữa. Mà đúng anh em, ở đây Chúa dạy chúng ta học ăn học uống. Cho tôi nghe chị amen. Cho tôi nghe chị amen. Và bắt đầu từ đó tôi bắt đầu biết cầm nĩa, tôi bắt đầu biết cầm dao và cắt như thế nào. Có những người cầm dao cắt miếng thịt gà, gà chưa rớt, gà rớt xuống đất luôn. Ăn kiểu nhà quê mà. Và có nhiều người ăn trước đám đông, mà ngồi bên cạnh người khác, ngồi trước mặt người khác mà nhai. Tôi thấy rồi anh em. Mà ngay cả những người giống như tôi đang phục vụ Chúa, ăn chỗ ăn rớt cơm, rớt đồ, nước mắm, nước đồ rớt tục lum tí lá hết trơn. Và đừng vì miếng ăn mà cứ chỗ nào theo mạch thang này, đoạn nuôi này là đoạn nói về đừng ăn đồ cúng, phải không ạ? À? Nhiều tổ chức của Chúa ngày nay cứ mời đám dỗ là sơi tái hết. Không cần biết cái gì đúng sai với lời Chúa. Có ăn là vui rồi, có tiệc là vui rồi. Hôm nay có tiệc nha, hôm nay có đồ ăn nha. Anh em, có nhiều người hầu về Chúa vì cái bụng của mình. Và tôi và anh em hãy học theo điều Phaolô dạy. Anh em hoặc ăn hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Amen. Làm sự chi khác là nói về rất nhiều. Amen. Amen. Mình coi thử mình đi vay nợ có làm cho Chúa được vinh hiển không? Chị đế, vay nợ có làm cho Chúa được vinh hiển không? Không. Chị thơ, đánh số đề mua vé số làm Chúa được vinh hiển không? Làm bầm được Chúa được vinh hiển không? Không có làm bầm à? Có. Tiếng làm bầm, tiếng nói sao con? Làm bầm. Làm bầm với Prong Giê-xu. À, nói vậy. À, rồi nợ nần có làm cho Chúa Giê-xu được vinh hiển không? Tức anh, chúng ta biết là hay làm sự chi khác. Câu này chúng ta phải viết ra chi tiết. Mình coi từ cách sống của mình, cách ăn của mình, nếp ở của mình. Amen. Đối nhân sự thế của mình. Hallelujah. Amen. Sự tiếp khách của mình. Hallelujah. Amen. Amen. Ngồi trong bàn tiệc, đi ăn đám cưới,
đi chơi với bạn bè, mình có làm cho Chúa Giêsu được vinh hiển không? Nếu mà Chúa không được vinh hiển, có nghĩa là danh của Cha không được tôn thánh, thì ở đâu mà chúng ta kinh nghiệm những ngày trời trên đất? Amen. 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 Anh em ơi, chúng ta hãy bắt đầu học tập danh Cha được tôn thánh qua đời sống hàng ngày của tôi và anh em, qua nếp sống đạo của tôi và anh em. Amen. Khi tôi lừa dối anh em, Chúa được vinh hiển không? Chúa không được vinh hiển. Khi tôi nói láo với mẹ Thiên Ân một điều gì đó, Chúa được vinh hiển không? Chúa không được vinh hiển. Amen. Khi tôi lừa gạt một ai đó trong hội thánh của Chúa hay là bên ngoài xã hội, tôi có làm cho Chúa được vinh hiển không? Không. Không. Câu thánh thứ gì? Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 3 đến câu 4. Qua chức vụ của sứ đồ Phaolô một lần nữa, chúng ta thấy rằng sau khi ông bị mắc phục, ông không còn sa ngã nữa, ông không còn trở lại nếp sống cũ nữa, mà ông sống một đời sống làm Cha được tôn thánh. Ước ao mỗi đời sống của tôi và anh cũng vậy. Ai cũng có những khiếm khuyết, ai cũng có những yếu điểm, nhưng sau những lần chúng ta phạm tội, chúng ta yếu đuối, Chúa tha thứ một lần. Và hãy nói với Chúa rằng con muốn bắt đầu từ giờ phút này đi, con làm cho danh của Cha được tôn thánh. Tôi muốn đọc câu thánh này, Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 3 câu 4. Vì ý muốn Đức Chúa Trời ấy là khiến anh em nên thánh, tức là phải lánh sự ô uế. Anh em, đây là lời mà không phải khuyên đặc biệt cho ông mục sư, không phải, không phải khuyên đặc biệt cho người hầu vị Chúa. Nhưng lá thư này, lời khuyên bảo này, từ một con người là tôi muốn danh của Cha được tôn thánh, đó sứ đồ Phaolô. Amen. Ông khuyên hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca, ông khuyên cái gì vậy anh em? Lánh sự ô uế. Những ngày qua trung tâm của tôi hay nói với một số anh em là có những cái cây tôi trồng á, bỗng dưng nó chết nhánh, nó chết cành. Và khi tôi ra tôi coi thì mới phát hiện đó là nó bị nấm đỏ. Và Chúa nói với tôi, tội lỗi nó cũng vậy đó con. Khi một con người nào bị dính vào tội lỗi nó giết chết con người đó, phải không ạ? Có phải không ạ? Sự ô uế cũng là hình thức của tội lỗi. Ô uế là gì ạ? Ăn đồ cúng có làm cho đời sống thuộc linh ta bị ô uế không? Có. Nói dối có làm cho thân thể ta bị ô uế không? Có. Có phải không ạ? Nói những lời văn tục chữ thề có làm cho đời sống của chúng ta bị ô uế không? Có. Đi chơi với những người phạm tội, thế này có bị ô uế không? Có. Nếu không thì tại sao lời Đức Chúa Trời nói của Thi Thiên đoạn 1 không ngồi chung chỗ của kẻ nhạo báng, không đi chung đường tội nhân? Amen. Có phải như vậy không? Chơi với những người họ đánh lô đề, họ gian dâm, chúng ta có bị ô uế lại không? Có. Chơi với những người lừa đảo, chúng ta có bị ô uế không? Có. Chúng ta sẽ trở nên người lừa đảo giống và hơn họ nữa. Lánh sự ô uế. Và Phaolô nói là phải lánh sự ô uế. Amen. Có là không được chọn, mà chúng ta phải tuân thủ lời này, phải lánh xa sự ô uế. Điều thứ hai ông nói gì? Câu số 4, ông diễn giải thêm: mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng. Mỗi người chúng ta phải biết giữ thân thể mình cho thánh sạch. Chồng của chỉ một vợ, vợ của chỉ một chồng. Amen. Nếu thân thể của một người có chồng rồi mà chúng ta vẫn còn lăng nhăng, thân thể người đó bắt đầu bị ô uế. Thân thể của một người nam có vợ rồi mà vẫn tiếp tục lăng nhăng phạm tội thì chính thân thể của người đàn ông đó bị ô uế rồi. Mà cái thánh Chúa nói gì?
ai phá thân thể là đền thờ của Chúa thì Ngài sẽ phá con người đó, phải không ạ? Vì cái đó mà có nhiều người bệnh tật là do đời sống của họ ở trong tội lỗi. Cho nên phải giúp đỡ họ nhận biết cái tội nào và họ cần phải được tha thứ. Amen. Trong đợt cầu nguyện của giáo hội vừa rồi thì có một người chị em học về Chúa rất là dễ thương đó. Và chị bị liệt dây thần kinh số 7, méo cái miệng qua một bên. Tội lắm, nhưng mà chị vẫn giảng trong những ngày mà cái miệng nó méo một bên mà nói nó chưa rõ luôn đó. Và khi lên cầu nguyện, lúc tôi cầu nguyện cho các mục sư khác, và tôi thấy có hai người học về Chúa không ở trong ban điều hành. Và lên cầu nguyện cho tôi nói no. Vì đang lúc tôi cầu nguyện cho các mục sư thì Chúa phán với lòng của tôi rằng cái bệnh đó đến từ tội lỗi con. Và tôi đã đến gần với người nữ đó, mục sư nữ đó, và tôi nói cái này là tôi muốn nói riêng với cô. Chú nói với tôi là cô có phạm tội trong lời nói, cô đã làm cho danh của Chúa không được tôn trọng. Ban đầu của nó không có. Tôi nói không, cô bình tĩnh nghe cho kỹ. Và tôi nói lại, bắt đầu cô khóc, cô nói dạ có. Và sau khi bắt đầu xưng nhận tội ra, cầu nguyện 3 ngày ở đó, đến ngày thứ 3 là tôi thấy hết 99% là Chúa làm cái miệng trở lại bình thường. Anh em, lời của Chúa nói mỗi người là Chúa nói mỗi một chúng ta hôm nay, amen, phải biết giữ thân thể mình cho được thánh sạch. Hãy nhớ rằng thân thể của tôi và anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh, cho tôi nghe chị, amen. Đền thờ của Đức Thánh Linh không phải là cái sọt rác mà chúng ta muốn quăng cái gì vào trong đó quăng, chúng ta muốn làm cái gì là phải làm, không. Chúng ta phải trân trọng cái thân thể này, chúng ta phải có trách nhiệm làm cho nó được thánh sạch và gì, và tôn trọng. Tôn trọng thân thể của chúng ta, của người đàn ông hay của người phụ nữ. Thân thể chúng ta là đền thờ của Chúa chứ không phải là cho phường điếm đi. Mà nhạc nào cũng vậy, thế gian chúng ta cũng bỏ vào, văn tục cũng ở đây nói ra, chửi rủa, mắt sát, nói những điều ô uế, bất khiết. Như vậy chúng ta đã làm cho thân thể của chúng ta không được thánh sạch. Tôi và nhà tôi chỉ cần nói lớn tiếng với nhau là tôi cảm thấy mình bị ô uế rồi. Nói lớn tiếng là giận á, một cái cơn giận, chứ không phải là văn tục chửi thề gì đâu. Chỉ cần một cái lời nói giận thôi mà tôi cảm thấy thân thể mình bị ô uế. Và tôi cần phải được rửa sạch bởi máu huyết của Chúa Giêsu, amen. Để tôi giữ thân thể mình cho được thánh sạch và tôn trọng, vì lời của Chúa bảo tôi và hội thánh sáng hôm nay như vậy. Amen. Amen. Như vậy sáng nay chúng ta học 3 điều. Chúng ta có được phước không? Nếu chúng ta thật sự nghiêm túc nói mình là con của Đức Chúa Trời và chúng ta gọi Ngài là cha, thì chúng ta phải có trách nhiệm bắt đầu từ ngày hôm nay là qua đời sống của chính mình mà danh của cha phải được tôn thánh, tôn trọng, tôn cao. Amen. Qua đời sống của tôi anh em, không để cho người ngoài dị nghị. Amen. Không để vì lối sống của chúng ta, đời sống của chúng ta, đừng đi nhà thờ mà hàng xóm dị nghị chúng ta, dèm chê về phúc âm của Chúa thì nó đau đớn lắm anh em. Amen. Đừng để chúng ta hầu việc Chúa, phục vụ Chúa mà không được sức dầu, không được Chúa ban ơn, bởi vì chúng ta làm công việc của Chúa nửa vời và chúng ta không trung thành làm xong công việc của Chúa. Hãy làm xong và tốt hơn nữa. Amen. Amen. Xong và tốt hơn nữa, tốt hơn mỗi ngày, tốt hơn mỗi ngày. Amen. Ai được giáo phó cho điều gì, hãy đầu tư và làm cho nó tốt hơn, tốt hơn, tốt hơn, tốt hơn, để Chúa là gia quê thấy và Ngài sẽ ban thưởng cho chúng ta. Còn nếu không, Chúa nói Ngài sẽ cất đi kẻ tưởng mình đã có. Tôi đã thấy rồi anh em, nhiều người học Chúa trước tôi được ơn lắm. Đến ngày hôm nay, họ nói với tôi rằng khô như con cá khô. Mục sư ơi, mệt mỏi, chỉ muốn từ bỏ chức vụ thôi. Tại sao vậy? Bởi vì đời sống của họ không còn
làm cho danh của Cha được tôn thánh. Anh có thấy rằng Chúa Giêsu không dùng thiên sứ để làm cho danh của Ngài được tôn thánh? Amen. Amen. Chúa không dùng những cherubim để làm cho danh của Cha được tôn thánh, mà Chúa bảo tôi và em là khi cầu nguyện hãy nói như vậy: lạy Cha chúng con trên trời, danh Cha được tôn thánh. Có nghĩa là trách nhiệm của tôi và anh em, Cha được tôn thánh hay không là trách nhiệm của tôi và anh em. Cha được tôn trọng qua chức vụ của chúng ta hay không là cho chúng ta, chứ không phải do thiên sứ. Amen. Hallelujah. Không phải do thế giới linh của Đức Chúa Trời, nhưng mà chính đời sống của chúng ta. Đến nhà thờ hãy biết tiếng vui mừng, về nhà cũng hãy cho chồng vợ con của mình biết tiếng vui mừng. Đừng thấy đi nhà thờ sao ông vui quá mà về nhà con cái khiếp sợ hết. Đừng. Amen. Hãy biết tiếng vui mừng vì Chúa là đấng luôn luôn muốn chúng ta ngợi khen và thờ phượng. Cho nên tôi đồng đứng lên đến với Chúa và cầu nguyện. Tôi tin Thánh Linh của Chúa giúp chúng ta hiểu được lời của Ngài hôm nay. Sakaramakatokos Samakatamatakataka Sekeketekesetakatakatakos. Chúng ta nhanh chóng đi vào trong chỗ của sự cầu nguyện. Tôi xin nhắc rằng khi đang khi nghe lời của Chúa, chúng ta cảm động ở phần nào thì đó là phần mà Đức Thánh Linh muốn thăm viếng chúng ta. Hãy biết đó là thời giờ Chúa thăm viếng và đừng bỏ qua. Amen. Cho đến giờ này chúng ta cùng nhau cầu nguyện với cái điều mà Chúa thăm viếng chúng ta trong giờ chúng ta nghe lời của Chúa. Tôi lặp lại, nếu chúng ta gọi Đức Chúa Trời là Cha thì xem lại những ngày qua từ khi chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta có trách nhiệm làm cho danh của Ngài được tôn thánh không? Hay thay vì được tôn thánh, được tôn cao, được tôn trọng, thì chính đời sống của tôi và anh em đã làm cho danh của Chúa bị dèm chê. Chính đời sống của chúng ta làm cho dân ngoại nó dèm chê danh của Đức Chúa Trời chúng ta. Họ nói phạm đến danh của Đức Chúa Trời chúng ta vì cách sống của mình, vì cớ tội lỗi của tôi và anh em chăng? Vì có những yếu đuối, vì có những khiếm khuyết, vì có những điều mà chúng ta biết rằng nó không đến từ Đức Chúa Trời. Thì sáng nay mỗi một chúng ta cầu nguyện và nói với Chúa rằng qua lời của Chúa con biết trách nhiệm của con sao hôm nay. Đó là phải làm cho danh của Cha được tôn thánh trong chính cuộc đời của con, trong chính đời sống của con. Anh em, chúng ta hãy tưởng tượng nếu 4, 5, 60 người đang nhóm lại và tất cả đều là cái danh Chúa được tôn thánh thì ta đến với hội thánh, danh của Ngài được cả sáng lắm anh em. Lời ca của tiếng hát chúng ta sẽ bùng nổ vì cớ chúng ta đã học tập để danh của Cha được tôn thánh, được tôn cao, được vinh hiển. Hãy nhìn vào Chúa Giêsu. Ngài làm cái gì cũng muốn cho danh của Cha được tôn thánh. Ngài không dành sự vinh hiển của Cha. Ngài làm xong công việc Cha đã giao cho Ngài làm đến mức đó là Ngài phải chịu chết đền tội cho nhân loại. Đó là công việc mà Cha giao cho Ngài. Vì cái đó mà đến ngày hôm nay hãy nghe đến danh Chúa Giêsu thì mọi đời gỗ trên trời, dưới đất, bên dưới đất phải đều quỳ xuống là như vậy đó anh em. Chúng ta có muốn được Cha tôn trọng, Chúa Giêsu như chúng ta được tôn trọng không? Khi chúng ta đi theo dấu chân của Chúa Giêsu, làm xong công việc Cha giao cho chúng ta làm, trau dồi, trau chuốt, dành thời gian với những công việc mà Chúa giao chúng ta làm, nhờ cậy Chúa để làm tốt hơn, tốt hơn, tốt hơn các con, đừng thỏa lòng với những điều gì mà chúng con đã làm được, để năm mới này dầu mới sẽ đến, Thánh Linh được ban cho, được tái đổ đầy một cách quyền năng hơn trên thầy trò của chúng ta. Và chúng ta suy xét, ta đã làm xong công việc Cha đã giao ta làm chưa? Hãy ta làm nửa vời. Chúng ta đã làm nửa vời. Chúng ta làm để lấy lệ, chúng ta làm với hình thức đối phó mà không hết lòng để phục vụ Chúa. Karamakarama Tikishikaramatokotokosa Jesus, Jesus. Chúng ta làm để tìm kiếm vinh hiển cho Chúa,
hay là chúng ta làm để tìm kiếm vinh hiển cho chính mình? Chúng ta làm để cho Chúa được thể hiện hay là chúng ta thể hiện chính mình? Hỡi hậu thánh Chúa, hãy suy gẫm và tiếp tục xưng nhận lầm lỗi của mình trước mặt Chúa để Chúa thương xót chúng ta. Rồi chúng ta coi thử đời sống của chúng ta những năm tháng qua, và đặc biệt bước vào năm mới này, chúng ta làm cho danh của Cha được tôn thánh không, qua cách ăn nết ở của chúng ta, qua lời nói, qua cách thầu việc Chúa của chúng ta, qua sự phục vụ Chúa của chúng ta, qua lời sống trong hôn nhân, đời sống trong gia đình, đời sống trong cộng đồng, đời sống đến trường học, đời sống đến công ty, đời sống giữa vòng các bạn bè, bà con chưa biết Chúa, họ có thấy chúng ta thật sự làm sáng danh Chúa không? Ôi Chúa ơi, xin lắng nghe lời khẩn thiết của chúng con. Jesus, Jesus, Yeshua, 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 Hallelujah. Kori bi karama karama, karama ta karama kata karama. Chúng ta nên xin tiếp tục phận hành, chúng ta nên xin tiếp tục cáo trách. Để ngày nay mỗi một chúng con thấy bổn phận và trách nhiệm của chúng con phải làm cho danh của Cha, chúng con là Đức Chúa Trời, là Gia Khuê, được tôn thánh qua chính cuộc đời của chúng con. Chúa, chúng con không muốn bất cứ người nào nói phạm đến danh của Ngài vì cỡ lối sống của chúng con, nhưng chúng con muốn danh của Cha được tôn cao, được tôn trọng. Mọi người họ đáng kinh, họ biết Chúa, đáng sợ hơn những cherubim, những linh vật rất là thiêng liêng, thánh khiết, vây quanh hầu việc Ngài. Chúa, xin cho chúng con học tập bắt đầu từ ngày hôm nay, danh của Cha phải được tôn thánh trên chính đời sống của chúng con, trên chính chức vụ của chúng con, qua chính cách ăn nết ở của chúng con, và danh của Cha được tôn thánh qua thân thể của chúng con, có việc chúng con phải lánh xa mọi sự ô uế của trần gian này. Chúa, cho con biết cái gì là ô uế và cái gì là thánh khiết, để chúng con không làm bạn với những điều ô uế nữa, để chúng con không làm ô uế những điều của thế giới này vào thân thể là đền thờ của chúng con nữa. Chúa ơi, hỡi Chúa, xin giúp chúng con hôm nay. Lạy Chúa. Sama kakara makama, shera makara makara makara, oh shera makara ma. Jesus, Jesus, Yeshua, kara makara makara ma. Chúa, xin cho chúng con hầu việc Chúa, và như Jesus đã cầu nguyện trong chương 17 rằng con đã bày tỏ danh Cha ra cho họ. Chúa ơi, qua cách học về Chúa, chúng con bày tỏ danh của Cha ra. Tất cả điều gì chúng con làm là vì chúng con đáng phải làm, và chúng con làm để danh của Cha được tôn thánh, chứ không phải chúng con được vinh hiển. Xin đừng để chúng con ngu dại mà cướp lấy sự vinh hiển của Ngài. Chúa ơi, Chúa, xin đừng để chúng con nhận những sự vinh hiển từ nơi con người, nhưng thật có biết dân tất cả những vẻ đẹp cao trọng, vinh hiển, tôn trọng, tôn quý cho Giê-xu gửi Nazareth, là thầy của chúng con, là cứu Chúa của chúng con. Hallelujah. Samakarama. Hallelujah. Giúp chúng con Chúa ơi, giúp chúng con hỡi Chúa. Kuribikishikata. Thân nên ơi, con cầu nguyện cho năm mới này, để dân sự của Chúa làm theo những điều mà lời của Chúa mặc khải cho chúng con qua Thánh Linh của sự tỏ ra, Thánh Linh của sự mặc khải, để từng bài một chúng con áp cho vào đời sống của chúng con, để chúng con kinh nghiệm những ngày trời trên đất này. Chúa ơi, thật sự, hallelujah, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Xin mời hội thánh chúng ta đồng hiệp một và mời thầy Hưng thay mặt chúng ta chân lời cầu nguyện theo những gì chúng ta vừa học xong lời của Chúa sáng hôm nay.
để rồi chúng ta áp dụng vào đời sống của chính mình. Mỗi một chúng ta phải có trách nhiệm, bổn phận của chúng ta trong từng giờ cầu nguyện, đó là xin giúp chúng con, nhớ nhắc nhở chúng con, để chúng con phải làm cho danh của Cha chúng con phải được tôn thánh trên đất này, qua cuộc đời chúng con, qua chức vụ mà Ngài kêu gọi chúng con. Xin mời chúng ta cùng một bài thơ hơn thay mặt cho lời cầu nguyện. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.